Kính thưa chư đồng đạo kính mến, để liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Thi Lý Ca. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Phan lòng chư gia chớ hoài lo, ngọc ân non côn tở lửa lo, châu là đường dễ đương bước ngừa, núi chuông qua đặng giáng lần do dường qua ngó khi dòng chiêu chức cảnh nguyệt coi gà tiếng o o tường tầng đã nghe xê công bỏ xế sự sang hò hò sang sự xế bỏ hôn hương liễu công xế nghe đã tận dòng khí ngó qua vườn quỷ ma hai phá rối người tu đạo chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh đêm thanh vắng tiếng đàn khoan nhặt nghe cho tường giọng bất hòa nam Thích Ca còn phê tước hàng đài cao cửa rộng mà tu hành hiền đệ châu lời ngọc lão tỏ bài hình dốc nhiệm sâu thiên ý không riêng mối đạo màu rằng truyền yếu lý nhiệm chuyện miền Nam địa càng thâm diệu lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu nguồn bạch thủy trong veo thấy vàng lẽ nhiễm màu chưa hẳn trò ôi
đêm ngày buồn bã vô hồi. Kia trên tiếng cằm dị ngôi sẵn dành, đạo rải khắp năm căn tỏa bút dài tận tường chẳng chút nào sai. Cố nhân tích để phân bài đường chân nẻo chánh âu ai ráng tầm thuyền bát nhã chí tâm trực thẳng thả ra khơi cứu dẫn khắp trần phù sanh lắm cuộc lao thân ngày đêm ta than muôn phần đơn trong đời người tài cao đức trọng hầu rõ thông thiên vọng lẽ nào chí tâm tường làm khắp cao dạy cho rõ ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thế bởi ít ai cải chế đường ta sợ e nhiễm trược đọa xa sợ cho sợ nhiều kẻ già buồn đổi chí quên những câu chánh kỷ quá nhân mãn lo tìm kiên tước quần thất kỳ giống trong buổi khổ mau mau tránh khổ ráng tầm vào đến chỗ an cư học câu hỷ xã đại từ nếu gương nghĩa dạ tư chớ gần cầu bắt chánh ráng mài chạm dạ tư một điều người khác
muôn thu thiên định nhất kỳ. À, lòng quan ráng dẹp phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây những linh Phật tôn lặng trông thương phạt chư môn giữ lành kha chi tâm học hành kinh sáng thoát nơi miền. Trở chân cho kịp long qua, long qua có mặt ấy là hiện mà đền nợ thế nghĩa hơn trọn vẹn. Lấy tinh thần hiệp gian út mây, chớ nên bắt bẻ Phật thầy. Ngày sau phải thành sẽ lo dẫn chuyện xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thành rồi lập nhân hoàng. Phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội dừng cho rồi một cội thành ba. Chớ mong yên thử âm hà mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu có ta nhắc lại yếu vô cho trẻ cứ đau lưng đừng rẽ
tam thập lục nhân. Lời âm dục khởi tiếng đờn, thất thân giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân. Nước kia lửa đỏ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lần nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lầm lỡ ngạo biếm khoe quang. Đến nay là mũi tai nạn, tam thiên lục ba khắp tràn hải dân. Đến thân dẫu thánh thần nhà trong ruộng quang, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn. Nắng tay dồn dập sớm làng còn chi, khuyên rằng chúng ráng ghi mối đạo. Dầu mất còn sẽ phân, trong một giá phân cần suy tính. Muốn làm hiền ráng nhìn đừng than, đến nay gần buổi qua tràng. Minh quân xuất thế khắp tràng thành thơi, đến thân dẫu cơ trời thấy lộ, đào binh quy cổ diệt kim. Gia vô bế hộ lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia, thì dân chúng dân bia hậu thế Phật thánh tiên kèm chế lập thành. Viết tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo trường, ngoại ban phục đáo như xưa. Phật tiên dần chuyên lọc chúng sanh ra nhớ buổi vừa hội này. Trên cùng dưới xâm dày một buổi, dựng 12 mai rồi mới hay, làm cho rõ mặt. Whoa.
lớn hồi phục là ngày an cư. Cuối thân dầu như thượng cô, thời gian sanh hết khổ đến mai, để dương xuất thế là ngày. Dầu thân bình trị trong ngoài âu ca, phân chỉ rành gần xa để già, đạo duyên phải đọa phải xa. Nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nay đà thẳng thơi. Khuyên sân chúng nhớ lời ta cùng sao chỉ rõ mối đàn. Nhớ sanh giữ phận chớ tham, mình dường xuất thế mới an dân lành. Rồi ơn trời đỡ khỏi xin giúp chỉ bền chỉ dục tâm, hồ mạng thần quang âm trợ lực, nguyện thân ý nhiệm xứng công thần. Từ bi trời Phật độ quần sanh, cứu khỏi tai ương vạn sự lành, đệ tử gọi nhuần ân đức ca, chung thân quyết chí dốc làm lành. Buồn với bượng bút tay đề, đã rời trần thế giữa kề chèo miệng nói lan man, chúng sanh cách trở nghèo nàn hỡi ai. Lục châu ta giàu bằng nay, thấy trong lệ thứ quá dài đồng tình ta quốc an ban, nước nhà vững đặt nan đàn hiển vinh. Bây giờ ta mượn kệ kinh, khuyên ai mau kiếp rửa mình bữa xưa giáng kệ một năm. Bởi vì ta mất dời thoảng cảnh xa, ngày nay ta cũng nương nao gầm trong lê thứ hằng hà lụy.
chừng nào mới đặng thắng thôi. Quả đăng tức thời Phật trời định phân. Chim ô đà vừa cầu ngân, người xưa trở gốc cho gần người người nay rồi vẹn thao ngay thì là thấy tàn mặt mày người xưa. Nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho ba tấm sớm đầu đuôi ta tỏ gọn ngành, mau mau trao trẻ chữ lành cho sống. Đến chừng lắm hồi mới mong trở về Chúa cũ người hiền như thể có lan, người hung chết rất chật đàn thảm thay. Cả kêu kìa hỡi là quan trường rời dứt mặt mày chùi la. Hỏi cho mau tìm trong lánh đục tẩu đào mới quang. Theo ta đến chốn tiền bang đặng coi các nước hội hàng đạo Phật vô ngàn xưa ràng to, nay lu mờ bị mò cùng chương. Thấy chúng sanh đắp Phật ban buông mà tối lôi ngàn muôn lao ly, cho đó hiểu nhiều câu quyền bi, ráng nghĩ suy bền chí mới màu dẹp lời danh dẹp hết mộng sầu đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng lo cùng như lao vàng nó rụng ngàn năm mới có một đời, tới chừng lắm hồi Phật trời xử phán. Ai muốn gần bể ngọc cát lân thì phải ráng lập thân. Ta cho đó câu hữu lý, diệt tâm trần lập chí hiền nhân, đục trong đà to nguồn
lời ta khuyên đó như đàn ba gia. Mặc ai điếm nhẹ gần xa, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Đây khuyên đó đắng cay gắt chịu, mặc người trên bận biểu chẳng phê. Muốn cho thân vượt khỏi cấm xào trì chí một bề lo tu. Khi ngọc nán chi tường đông hải, Phật ta phàm tục tất ẩn sát phàm phu dình thích đau. Mặt tình thế sự chung khinh khi, mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo hiền nhân thức tình kiếm quyền di. Ngay thằng yêu chung trang hiền thao, kiên thời bá tâm gọi ngu si. Nở thế hiện thần hiểu nghĩa đáng nên ghi. Lắm sầu mộng ở trong trần thế, việc tu hành như ấy chờ mà lo danh lợi não nồng. Chữ tu để già chớ hồng lầm phai, mặc tình ai dèm pha tai tiếng. Xưa tâm lành như miếng hoa thơm, đơn dần qua nở nhụy đơn, thì là trần thế mới hồng bẻ qua. Câu đạo lý thiệt tường thiệt dần, đừng gây kìa kìa súng nổ trời Tây. Đến năm thân dầu tay đầy sấm giang, hung đồ với lũ dọc ngang. Đến sau rời mau tràng mới tu, thấy đạo lý còn lô chưa tỏ. Dân ganh hiền ghét ngõ làm chi,
buồn đời suốt làm thi, thương dân chịu chữ cố lì dạy dân. Nào nào dân có biết ân, mạnh rồi tướng Phật giáng thần làm chi. Lời châu ngọc khuyên ai để già, nay gặp người quái lạ tỏ phân. Hãy mau khuya sớm chuyên cần, đặng xem chư quốc đoàn tầng dành chia. Nay nhầm lúc đêm khuya lặng lẽ, nhắn ít lời cho kẻ đàn xa. Phật nhi tâm tâm thật thà, ông còn phân biệt chấm tà nữa thôi. Dương trần thường bạc như vôi, gặp cơn bát loạn mới hồi tâm hung. Lúc áo nào cội thun lo liệu, gắn bền lòng bận biểu vì ai. Thất sơn lộ vẻ đài lòng, chừng đi mới thấy nhiệm màu của ta. Khuyên bốn đạo gần xa đuôi chi, lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây. Bây giờ nương bóng cờ tay, mượn phần xác thịt tỏ bài thiết hơn. Thương sanh chúng đòi cơn giả ngọc, ta quyết gìn chúng tộc giang sơn. Ta khùng mà chẳng có cơ, cũng không có tâm giận hờn bá gia. Cười rồi khóc thiết tha liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thuê lương. Chẳng cần trà quá nồng, miệng cho ba tâm biết đường chân tu. Nghe kệ sám như ru giấc mộng, lo chê cười hầu hồng reo gian. Ý mình nhiều của giàu sang, phụ khinh tông tổ chẳng màng người xưa. Mặc ý ai ghét ưa ghét, lấy tâm thần xem xét thế nào. Sám gian thì lỡ bán chư dù thế giới khắp tràn tới thi.
chữ thi gần chữ sâu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất ơi, mang khổ hình vì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dài ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có này này lời lẽ ráng ghi, sau đây sẽ thấy việc gì trên mây. Ta mắt lắm tà tay đa sợ, làm điên cùng cũng tự lẽ đi, ai là bực tu mi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Còn ân nhân đợi thời đưa đến, nên phải làm kẻ mất người khinh. Người hiện tâm trí thông minh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo học cổ đơn đa tiếng, làm nhiều điều sao xếp nhân tâm. Chữ vô ai là người trí ráng tầm cho ra, để đến lúc phong ba biến chuyển, cánh hồng trần tả biển mênh mông, mới là sợ chết mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Tiếng đàn hò liếu công xa, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Chốn Phật cảnh dắt tâm kẻ tới, ta ra đời nên mới đổi thay, bởi vì lời lẽ thăng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phú thi. Thấy tâm chúng sầu bi giả mô, kệ khuyên trần nước đổ lá môn. Khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên
sông vượt khỏi qua đèo trong